Thưa quý vị và các bạn, rà soát lại các dự án để đưa vào hoặc loại ra khỏi danh mục các dự án trọng điểm nếu cần thiết, tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng dự án giao thông trọng điểm đường Vành Đai 4 và đường Tân Phúc Võng Phan, quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai thực hiện các dự án trọng điểm ngay từ những ngày đầu của năm 2024. Đó là yêu cầu của đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo tại hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh của Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên tổ chức diễn ra chiều qua. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Năm 2023, tỉnh Hưng Yên đã giải phóng mặt bằng được khoảng 460 ha đất khu công nghiệp, 250 ha đất cụm công nghiệp, nổi bật trong đó là các dự án công trình trọng điểm như đường Vành Đai 4 đạt gần 196 ha, đường Tân Phúc Võng Phan đạt trên 128 ha, khu công nghiệp số 3 đạt gần 160 ha, khu công nghiệp Yên Mỹ 2 mở rộng đạt trên 168 ha. Khu công nghiệp Yên Mỹ đạt trên 30 ha đã khởi công 3 khu công nghiệp lớn gồm khu công nghiệp số 3, khu công nghiệp số 5, khu công nghiệp Thăng Long 2 mở rộng giai đoạn 3 và 4 cụm công nghiệp gồm Minh Khai, Quảng Lãng, Đặng Lễ, Phạm Ngũ Lão, Nghĩa Dân, Trần Cao, Quang Hưng. Trong năm, các khu công nghiệp đã tiếp nhận được 64 dự án đầu tư, 49 dự án FDI và 15 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 715 triệu đô la Mỹ và 1.990 tỷ đồng. Các cụm công nghiệp cũng đang nhanh chóng đầu tư xây dựng hạ tầng, thu hút đầu tư các nhà đầu tư thứ cấp. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp các ngành các địa phương và sự đồng thuận cao của nhân dân trong việc triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh trong năm 2023. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên hiện nay, tiến độ triển khai thực hiện một số dự án còn chậm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở ngành địa phương quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai các dự án ngay từ những ngày đầu tiên của năm 2024. Rà soát lại các dự án để đưa vào hoặc loại ra khỏi danh mục các dự án trọng điểm nếu cần thiết. Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra kiểm tra việc chi trả giải phóng mặt bằng đối với các dự án đảm bảo chi đúng chi đủ theo đúng quy định của pháp luật, rà soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch xây dựng kế hoạch sử dụng đất ngay từ đầu năm, đẩy nhanh tiến độ kiểm đếm, xét duyệt nguồn gốc sử dụng đất để xây dựng phương án hỗ trợ tái định cư phù hợp. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính nghiên cứu tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh sớm có văn bản hướng dẫn các địa phương về vấn đề xác định giá đất tái định cư. Các địa phương chủ động bố trí khu vực tái định cư và các hạ tầng khác để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng các dự án và xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể đối với từng dự án, đề ra mốc thời gian cụ thể để thực hiện, tăng cường phối hợp báo cáo với các bộ ngành trung ương những khó khăn vướng mắc để có phương án giải quyết. Đối với đường Vành Đai 4, có 3 cái việc rất quan trọng. Một là thu hồi đất ở, gắn với đây là triển khai khu tái định cư. Hai là di dời mùa mả. Cái thứ ba nữa là liên quan đến hạ tầng kỹ thuật, điện, trung hạ thế, hạ tầng nước, viễn thông. Thế còn đường Tân Phúc Võng Phan còn là 20 ngày nữa của cái tháng 12 âm lịch để di rời mộ trí của các cái mồ mả mà bị ảnh hưởng. Rà soát lại các dự án giao thông, mà còn cái dự án giao thông nào mà còn ách tắc còn vướng mắc mà bây giờ cứ chậm trễ các cái dự án đấy là chậm tiêu tiền. Chậm tiêu tiền là dẫn đến lãng phí về nguồn lực, lỡ cơ hội về thu hút đầu tư và phát triển cho tỉnh, phải quyết liệt ngay từ những ngày đầu của tháng đầu và cho đến ngày cuối cùng của năm 2024. Bên cạnh đó, cần có cơ chế hỗ trợ kịp thời các chủ trương đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng một số vị trí gặp khó khăn, yêu cầu các chủ đầu tư hạ tầng thực hiện việc triển khai dự án theo đúng tiến độ đã cam kết với tỉnh, quản lý chặt việc thu hút các dự án đầu tư theo đúng định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo đề cao vai trò trách nhiệm được giao, xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát tình hình, thực hiện các dự án, các chủ đầu tư hạ tầng xây dựng kế hoạch cam kết bằng văn bản tiến độ thực hiện các dự án, đẩy nhanh tiến độ rà soát, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các chủ đầu tư, để các chủ đầu tư có điều kiện triển khai thực hiện dự án.
tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm của chủ đầu tư hạ tầng trong quá trình triển khai dự án, sớm ban hành cơ chế quản lý hoạt động của nhà đầu tư trong các khu công nghiệp, quan tâm tới nguồn cung vật liệu cho việc thi công, xây dựng các dự án.